Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Phát triển đô thị của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Mở đầu là mục Nhịp sống đô thị với các tin tức về phát triển đô thị. Tiếp đến trong mục Văn minh đô thị là phóng sự giải quyết vướng mắc khu đô thị số 5, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình. Phần cuối chương trình là tiểu mục Không gian tiện ích. Vừa qua, dự án khu đô thị số 12 với tên gọi Danco River do công ty cổ phần tập đoàn Suntam Group làm chủ đầu tư đã chính thức được khởi công tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình. Dự án Danco River được chấp thuận chủ trương đầu tư theo quyết định số 4121 ngày 25 tháng 12 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng ngày 14 tháng 7 2023. Dự án với các loại hình bất động sản như shop house, căn hộ liền kề và đầy đủ tiện ích văn minh như trung tâm thương mại, phố đi bộ, công viên, được triển khai trên diện tích 9,6 ha. Cùng với khu đô thị Danco City tại thành phố Thái Nguyên và Danco River News tại thành phố Sông Công, dự án khu đô thị Danco Rivers tại Phú Bình được kỳ vọng sẽ là điểm sống lý tưởng cho người dân với không gian sống trong lành, nhiều tiện ích hiện đại cùng cảnh quan xanh sạch đẹp. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chấp thuận để Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên triển khai phương án tổ chức giao thông tạm thời trên một số tuyến đường phố trên địa bàn và lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố phục vụ thi công cầu vượt đường sắt Hà Nội Thái Nguyên, nút giao đường Quang Trung, đường Việt Bắc. Theo đó, cấm tạm thời toàn bộ xe tải, xe khách trên 16 chỗ lưu thông qua đường Quang Trung từ nút giao đường Quang Trung tới đường Việt Bắc đến nút giao đường Quang Trung với đường ga Thái Nguyên và đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ ngã tư Đồng Quang đến đường Việt Bắc. Cấm tạm thời ô tô dừng đỗ trên các tuyến đường Quang Trung theo hướng đi trung tâm thành phố, đoạn từ ga Thái Nguyên đến số nhà 23, theo hướng đi Thịnh Đán, đoạn từ đường Việt Bắc đến số nhà 100, đường Hoàng Văn Thụ theo hướng đi trung tâm thành phố, đoạn từ đường Việt Bắc đến nút giao ngã tư Đồng Quang, theo hướng đi Thịnh Đán, đoạn từ nút giao ngã tư Đồng Quang đến số nhà 330. Cấm tạm thời ô tô rẽ trái từ phố Đồng Quang, Đồng Quang 2 vào đường Hoàng Văn Thụ, ngõ 20, đường vào Quang Trung. Thời gian thực hiện từ ngày 20 tháng 7, 2023 đến mùng 10 tháng 3, 2024. Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận để Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với các sở ngành chức năng thực hiện lắp đặt biển báo cấm xe tải lớn hơn 2,5 tấn, cấm dừng đỗ tại một số tuyến đường phố trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, một số người dân đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đô thị số 5, thị trấn Hương Sơn cho biết. Theo thông báo đấu giá vào tháng 5 2022, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án sẽ được hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 2022. Tuy nhiên, đến nay, hạ tầng kỹ thuật của dự án vẫn chưa được hoàn thiện, khiến người dân chưa thể xây dựng nhà ở trên thửa đất họ đã trúng đấu giá quyền sử dụng. Dự án khu đô thị số 5, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quyết định số 2014 ngày 9 tháng 7, 2018. Chủ đầu tư là Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh. Dự án có tổng mức đầu tư trên 78,5 tỷ đồng bằng nguồn vốn ứng từ Quỹ Phát triển đất của tỉnh và vốn vay từ Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh theo cơ chế hoàn trả sau khi đấu giá quyền sử dụng đất. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 đến năm 2022. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 3 2021 đến tháng 6 2022. Chủ đầu tư tổ chức đấu giá quyền sử dụng đối với 130 lô đất tại các vị trí đã cơ bản có hạ tầng của dự án. Kết quả có 87 lô đất đã được các cá nhân trúng đấu giá và nộp đầy đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước với tổng tiền gần 125 tỷ đồng. Hiện nay, dự án còn 110 lô đất chưa đấu giá quyền sử dụng. Nhà thầu đã thi công đạt khoảng 60% khối lượng. Tuy nhiên, do gặp những khó khăn vướng mắc liên quan đến nguồn vốn và mặt bằng, nên dự án phải tạm dừng thi công từ tháng 4 2023 đến nay. Cái trước mắt là cái đường xá và trước nhà của em đây. Là khi mà nó mưa xuống là nước nó đọng, nó ngập rất là bẩn.
Thế còn thì ở ngoài ngoài khu dân cư kia thì dân có phản nàn là về cái việc là bán đất cho họ rồi mà bây giờ không đường điện, người ta muốn làm đường điện không có nước thì không, mà khi mà cũng có người dân ấy, người ta ở đây những cái người mà người ta mua đất đây là đúng là quả thực là cũng vào đây nói là bây giờ là không biết là như thế nào. Năm 2018, khi dự án được phê duyệt, sau khi tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất, chủ đầu tư sẽ dùng số tiền thu được để chi trả cho nhà thầu và trả gốc lãi đối với đơn vị cho vay, còn lại nộp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đến khi dự án được đấu giá quyền sử dụng đất thì cơ chế chính sách có sự thay đổi. Lúc này, đối với toàn bộ số tiền gần 125 tỷ đồng thu được từ đấu giá quyền sử dụng 87 lô đất của dự án, chủ đầu tư phải nộp vào ngân sách nhà nước. Chúng tôi thì cũng luôn luôn là cố gắng là phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các cái đơn vị có liên quan để làm thế nào để dự án đi vào thực để đảm bảo cái tiến độ. Để thực hiện dự án khu đô thị số 5, chủ đầu tư đã ứng vốn từ Quỹ Phát triển Đất của Quỹ Đầu tư Phát triển của tỉnh 35,4 tỷ đồng, trong đó có 20,4 tỷ đồng dùng để chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng, 15 tỷ đồng tạm ứng cho nhà thầu thi công. Thực hiện cái ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh thì Trung tâm Phát triển Quỹ Đất cũng đã chủ động làm việc với nhà thầu thi công. Và ngày 7 tháng 7 năm 2023 thì nhà thầu thi công đã tiếp tục thực hiện thi công các hạng mục trong phạm vi dự án và đang tập trung vào cái khu vực mà các vị trí đất mà đã bán đấu giá. Bên cạnh đó thì Trung tâm Phát triển Quỹ Đất đã chủ động cũng như tiếp tục làm việc với các sở ban ngành liên quan đến cái việc mà vốn đầu tư công năm 2023 và các năm tiếp theo để thực hiện hoàn thành dự án. Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp với chủ đầu tư nghiên cứu tìm giải pháp. Sau nhiều cuộc làm việc, mới đây các sở ngành đã thống nhất tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý theo hướng điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, bổ sung nguồn vốn ngân sách tỉnh và gia hạn thời gian thực hiện dự án. Qua đó, giúp sớm hoàn thiện hạ tầng, đảm bảo quyền lợi cho người dân đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Ngày 10 tháng 4 2023, xã Hóa Thượng chính thức trở thành thị trấn của huyện Đồng Hỷ. Đây là bước ngoặt lớn tạo tiền đề và động lực để địa phương tập trung đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng, đáp ứng các tiêu chí của một đô thị mới. Phần cuối chương trình, mời quý vị khán giả theo dõi những hình ảnh phát triển của thị trấn Hóa Thượng. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Trong thời gian vừa qua thì để xây dựng Hóa Thượng trở thành đô thị loại 5 cũng như phấn đấu trở thành đô thị loại 4 vào năm 2025 theo cái mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ 24 thì huyện đã tập trung về việc đầu tư các cái nguồn lực vào để xây dựng cái cơ sở tầng cảnh quan đô thị của địa bàn. Trong đó thì tập trung thực hiện các quy hoạch chung cũng như quy hoạch chi tiết các khu dân cư, khu đô thị thương mại với trên 11 cái quy hoạch với tổng diện tích là trên 300 ha.